sáng ngày 26 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc ô tô con chạy ngược chiều ở làn 120 km/h trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip camera hành trình ghi lại cảnh một xe ô tô con đang chạy ngược chiều ở làn 120 km/h trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đoạn clip ngay sau đó thu hút sự quan tâm của các tài xế trên các hội, nhóm ô tô. Đáng chú ý, chiếc xe con vừa bật đèn pha vừa lao vun vút với tốc độ cao nhất trên tuyến cao tốc. Theo mốc thời gian hiển thị trên camera hành trình của phương tiện ghi hình, thời điểm xảy ra vi phạm là khoảng 19h36 phút ngày 25 tháng 8. Trước đó, ngày 7 tháng 6, một sự việc tương tự cũng xảy ra khi xe ô tô gắn biển số 15A bị phát hiện đi lùi trên cung đường trên qua đoạn gần khu vực nút giao Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Sáng 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Phan Đình Sang, sinh năm 1967, trú tại thôn 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, từ năm 2016 đến năm 2023, Phan Đình Sang đã tạo lập, quản lý, sử dụng 5 tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các hội, nhóm phản động chống đối trên không gian mạng. Trong thời gian sinh sống, lao động tại Lào, Phan Đình Sang đã đăng tải, tán phát, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền nhân dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bôi nhọ lãnh tụ, anh hùng dân tộc Việt Nam, phao tin bị đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Phan Đình Sang thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. Trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, lời khai của bị cáo, ý kiến của kiểm sát viên và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Đình Sang 6 năm tù giam về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, buộc bị cáo Phan Đình Sang phải chấp hành hình phạt quản chế 2 năm tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Trước đó, vào năm 1995, bị cáo Phan Đình Sang từng có một tiền án, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt mức án 4 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Ngày 26 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Đồn Biên phòng Tây Yên vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng giết người và bàn giao cho Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 8 giờ, ngày 25 tháng 8, ông Trương Văn Cường, quê Kiên Giang, chủ tàu cá KG94531TS đến Đồn Biên phòng Tây Yên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, trình báo. Trong lúc ra khơi đánh bắt thủy sản, trên tàu của ông có hai ngư phủ đánh nhau, một người chết, một người bị thương. Cụ thể, ngày 24 tháng 8, khi tàu đang ngoài khơi, các thuyền viên tàu cá KG94531TS tổ chức nhậu. Lúc này, hai thuyền viên là DE, 25 tuổi, quê An Giang và HS, 34 tuổi, quê Kiên Giang, xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, S lấy mỏ lết, dụng cụ sửa máy, đánh E gây chấn thương vùng trán. Được mọi người can ngăn, E bỏ qua và tiếp tục đi làm công việc của mình. Tuy nhiên, sau đó S tiếp tục lấy mỏ lết đánh E. Bực tức, E lấy dao Thái Lan đâm S nhiều nhát khiến người này chết tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, ông Trần Văn Hợp, thuyền trưởng tàu cá KG94531TS, điện báo chủ tàu. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tây Yên phối hợp cùng các lực lượng liên quan bắt giữ E. Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Hắc Dịch, khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khuya 25 tháng 8, anh TMH, sinh năm 2001,
quê Đồng Nai, cùng một người bạn hát karaoke trong quán ở phường Hắc Dịch thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên địa bàn. Đến 0 giờ 10 phút ngày 26 tháng 8, anh hát cùng người bạn chạy xe máy ra khỏi quán. Khi đến nút giao đường Dương Văn Mạnh, Bình Giã, thì bị nhóm thanh niên chặn đường đánh. Hậu quả, anh hát bị đánh tử vong tại chỗ. Bạn anh hát bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai của nhiều người liên quan và tạm giữ 3 thanh niên để điều tra làm rõ vụ án. Ngày 26 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, ông Võ Đình Sớm là thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, được phân công thụ lý giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông T, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và bị đơn là ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Sớm yêu cầu nguyên đơn phải đưa 1,5 tỷ đồng thì sẽ xử cho thắng kiện. Do nguyên đơn chưa vay được tiền, ông Sớm yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, nguyên đơn đem 500 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Sớm. Sau đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khám xét, thu giữ tại phòng làm việc của ông Sớm 500 triệu đồng đã nhận của nguyên đơn. Chiều 25 tháng 8, Công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thông tin đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, ngày 10 tháng 6, trên trang mạng xã hội Facebook đăng tải một clip xe ô tô 4 chỗ màu trắng đánh võng trước đầu xe ô tô kéo theo sơ mi rơ móc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 6. Cùng với đó, điện thoại lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng cũng nhận được tin báo phản ánh của quần chúng nhân dân về vụ việc trên. Vào cuộc xác minh, công an huyện Vĩnh Bảo xác định sự việc trên xảy ra tại km 19 cộng 933 đến km 19 cộng 300 thuộc quốc lộ 37 địa phận xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 15K, chủ xe là Nguyễn Tuấn Anh. Theo công an huyện Vĩnh Bảo, hành vi của Nguyễn Tuấn Anh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự.